Tiếp nối thành công của hai kỳ liên hoan trước, tối qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn phối hợp với các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch Bình Định, Hiệp hội Du lịch Bình Định, Tổng hội Lân sư rồng Quy Nhơn đã khai mạc liên hoan Lân sư rồng đất võ Quy Nhơn Bình Định lần thứ 3 năm 2024. Tham gia liên hoan có 29 đoàn lân sư rồng đến từ 15 tỉnh thành phố trên cả nước với 3 bộ môn thi đấu là mai hoa thung, địa bửu và múa rồng. Ngoài các đội lân đến từ Bình Định, liên hoan lần này còn thu hút nhiều đội lân trong cả nước. Đây là những đội đã đạt thành tích cao trong các kỳ liên hoan toàn quốc và quốc tế. Khác biệt so với hai lần trước, hai lần trước chúng ta chỉ có thi là hai nội dung thi về lân địa bửu và lân mai hoa thung. Lần này chúng ta bổ sung thêm một nội dung thi nữa là thi múa rồng truyền thống để cho nó đa màu sắc cũng như là nó nhiều cái nội dung thi để các đội thể hiện cũng như là có sự phục vụ cho nhân dân và du khách. Cùng với các vùng miền trong cả nước, múa lân sư rồng đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong sinh hoạt đời sống của vùng đất duyên hải miền Trung. Riêng tại vùng đất võ Bình Định, cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam, các đoàn lân sư rồng đã nghiên cứu hòa quyện tinh hoa võ thuật cổ truyền vào từng điệu múa, tạo sức hút rất đặc thù. Vì vậy, tại liên hoan này, thêm một lần để các đội lân Bình Định học hỏi những kinh nghiệm hay từ các đội bạn. Tôi của đoàn em cũng mong muốn giành được huy chương vượt cấp và cũng học hỏi nhiều về các đoàn ở toàn quốc về và học hỏi thêm kinh nghiệm để đoàn phát triển nhiều hơn nữa. Không riêng các đoàn lân sư rồng Quy Nhơn, các đoàn tham dự liên hoan với mong muốn công diễn các tiết mục đặc sắc sau thời gian dài luyện tập để phục vụ nhân dân và du khách. Hơn nữa, đây còn là cơ hội để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm từ các đoàn lân sư rồng ở các vùng miền khác nhau trong cả nước. Hôm nay đến với lại giải Quy Nhơn đất võ là có mang đến mình tiết mục là lân địa bửu và mai hoa thung mà. Và nội dung của lân địa bửu tụi em có nghĩa là lấy viên ngọc của cụ rùa về đem về để mang bình yên cho đất nước. Cầu mưa thuận gió hòa. Và nội dung của mai hoa thung thì nó mang ý nghĩa hơi lịch sử một xíu, có nghĩa là mình tụi con đi lấy thần kim, con lân sẽ đại diện là một người đi lấy thanh gươm báu để mang về cho thần kim quy để trừ giặc. Liên hoan là hoạt động thiết thực để cụ thể hóa chương trình hành động của Thành ủy Quy Nhơn về phát triển kinh tế biển, trọng tâm đẩy mạnh dịch vụ du lịch biển thành phố Quy Nhơn đến năm 2025. Kết hợp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tạo nên sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của thành phố, trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn đối với du khách trong và ngoài nước. Dự kiến trong năm 2025 thì chúng ta sẽ tổ chức một liên hoan quốc tế về lân sư rồng để nó có cái sự trải nghiệm lần đầu. Đối với cái kế thừa ba cái năm chúng ta, năm nay là năm thứ ba chúng ta làm thành công thì năm tới chúng ta sẽ nâng tầm để chúng ta làm nó tạo cái tiếng vang cũng như cái sự thu hút du lịch đến với tỉnh nhà chúng ta. Liên hoan lân sư rồng đất võ Quy Nhơn Bình Định lần thứ 3 năm 2024 nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu nghệ thuật lân sư rồng, phát huy truyền thống văn hóa thể thao đặc sắc của dân tộc, là dịp để các nghệ nhân, thành viên các đoàn trong cả nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm biểu diễn, đồng thời tiếp tục tạo nền tảng để trở thành một sự kiện văn hóa du lịch thường niên, góp phần kích cầu du lịch, tạo điểm nhấn đặc trưng, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với phố biển Quy Nhơn.